Hello hello xin chào các bạn đã đến với thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 1 giờ rưỡi chiều, giờ Cali ngày 26 tây tháng 9 năm 2021. Ở Việt Nam hôm nay đã là ngày thứ hai ngày 27 tây tháng 9 rồi. Thì Thuận lại muốn tiếp tục để mà chia sẻ một số những cái thông tin liên quan đến tình hình thị trường với các bạn. Ngày hôm qua Thuận bận công việc cho nên không có làm video nhưng mà cũng đã đăng rất nhiều những cái thông tin trên những mạng xã hội cho nên như mà mà chưa có theo dõi thuận ở trên Telegram, Facebook hay là Twitter thì có bấm vào cái link YouTube để tìm hiểu thêm về những cái link đó nằm ở đâu. Chúng ta có thể thấy được là giá cả đó chúng ta nhìn vào đây là biểu đồ của nến giờ trên sàn Coinbase thì từ ngày 24 cho đến ngày hôm nay nghĩa là cuối tuần này các bạn thấy được là đã có một số đợt giá cả rất là dao động. Các bạn thấy được là giá có cái sự đâm mạnh, gọi là bật trở lên cũng như là tối ngày hôm qua cũng đâm mạnh, gọi là bật trở lên và các bạn thấy được là hồi sáng này thường có đăng cái thông tin là good morning mới thức dậy đó thì thấy giá như là ngày hôm qua giá bitcoin hôm nay cũng giống như ngày hôm qua nhưng mà nhìn biểu đồ đó thì thấy có một cuộc chiến đã xảy ra ngủ có cái lợi của ngủ những người dậy ngủ thì rất có lợi trong thị trường này các bạn đều thường thức dậy thì đã thấy cái tình hình là có cái sự đâm mạnh rồi lại bật ngược trở lên thì nhìn chung đó các bạn thấy được là bây giờ chúng ta thấy là thị trường có màu xanh có màu đỏ một số đồng rất là xanh ngày hôm nay mà thường sẽ nói đến như là đồng Ethereum chúng ta thấy được là Uniswap, AV vân vân thì tình hình này đó là liên quan đến cái sự kiện của sàn Hobby mà chúng ta sẽ nói đến nhưng mà trước hết thì nhìn chung thị trường đi đừng refresh cái trang Cogetco này thì các bạn thấy được là nhìn chung thị trường thì chúng ta thấy được là Bitcoin đó thì tăng 2% so với cái giá giờ này ngày hôm qua. Ethereum đó thì tăng tới 6,1% trong khi chúng ta thấy được là Cardano xuống 3,6%. Chúng ta có một số thông tin tốt liên quan đến Cardano nhưng mà giá không có cái sự phản ứng. Chúng ta thấy được là tình hình liên quan tới BNB thì cũng đứng một chỗ so với giá ngày hôm qua. XRP thì cũng như vậy tăng 1,6%. Solana cũng đứng một chỗ. Polkadot thì xuống 2,5% và những đồng khác như là các bạn thấy là Avalanche uh, và Dogecoin thì không có sự di chuyển so với ngày hôm qua và Terra Luna thì xuống 5% thì chúng ta thấy được đó là tình hình cuối tuần này đã một trong những điều đặc biệt mà nhiều bạn có thể đã lưu ý đến đó chính là chúng ta thấy cái số lượng Crypto Coin Alert như là cái số lượng thông báo từ Crypto Coin rất là nhiều và chúng ta chỉ nói riêng về chiều ngày hôm qua đến tối ngày hôm qua thôi thì đã có rất là nhiều đợt như là các bạn thấy được là thông báo chỉ số liên quan đến những cái stable coin đi xuống chúng ta thấy được thông báo những cái chỉ số liên quan đến cái số giao dịch đẩy những cái đồng ổn định lên trên những cái sàn giao dịch thì chúng ta được là chúng ta nhìn vào một cái ví dụ đi tại vì nhiều bạn còn hỏi thường là những con số này là gì thì thường đó, nếu chúng ta thấy được là trong một khoảng thời gian nào đó mà có số lượng lớn giao dịch không phải là cái số lượng lớn đồng mà cái số lượng lớn giao dịch đẩy đồng ổn định lên trên sàn thì đây là cái dấu hiệu là đẩy đồng lên trên sàn để mà mua chúng ta thấy được là giống như chúng ta lấy cái ví dụ này đi ví dụ này đó là ví dụ là nếu chúng ta nhìn vào con số này đó mỗi lần mà con số này hơn 100 thì coi như là con số cao 100 này đại diện cho gì mỗi một lần mà chúng ta thấy được là cái số lượng crypto liên quan đến stablecoin đẩy lên trên sàn đó thì có thể hiểu đơn giản là phần lớn bây giờ vẫn nằm trên mạng lưới của Ethereum một lốc Ethereum là khoảng chừng là 15 giây thì có nghĩa là chúng ta thấy được là trong cái ví dụ này trong thời gian chỉ có 15 giây thôi đã có 200 20 giao dịch đẩy đồng ổn định lên trên sàn thì thường đó cái sự kiện này xảy ra đó chúng ta thấy được là chúng ta có luôn những cái tình hình như là chúng ta thấy được là không chỉ riêng là có cái số lượng động nền đẩy, đẩy lên mà chúng ta cũng thấy cái số lượng BTC đẩy lên Cho nên thường đã đăng những cái thông tin này với các bạn là chúng ta thấy là Nhiều sự kiện on chain quá Đây là tình hình của tối ngày hôm qua Bo và Bear đang đánh nhau Và chúng ta thấy tiếp tục đó là chúng ta sẽ thấy được là tình hình Lại tiếp tục có thêm nhiều giao dịch đẩy độ ổn định lên Thường đó tình hình này là như thế nào Tình hình này đó là tình hình mà chúng ta đã thấy trước đây mỗi lần mà chúng ta có liên tục nhiều những cái đồng ổn định đẩy lên trên sàn giao dịch những cái giao dịch đó đẩy đồng ổn định lên đó, liên tục mà được thông báo crypto khoa thì kinh nghiệm cho chúng ta thấy được là tình hình là đẩy lên sẵn thường là cái hiện tượng sẽ thấy là cái giá đầm rồi lại pump và chúng ta đã thấy hiện tượng này xảy ra hai lần trong cái cuối tuần qua và đây không phải là cái lần đầu tiên Thường chia sẻ thông tin này với các bạn một ngày trước đó Thường cũng có chia sẻ thông tin như vậy thường là chúng ta thấy mỗi lần mà có nhiều giao dịch để đồng ổn định lên thì cái sự kiện thường dẫn đến là đâm rồi sau đó pump lên thì đây là cái tình hình liên quan tới đồng ổn định mà thường muốn chia sẻ với các bạn là một trong những cách mà chúng ta có thể có thêm một thông tin cho các bạn thấy được là những cái sự kiện gì có thể xảy ra khi mà chúng ta thấy nhiều đồng ổn định để lên trên sàn trước đây đó thì thường mà nhiều bạn nghĩ đó là mỗi lần mà có nhiều đồng ổn định để lên trên sàn thì đó là dấu hiệu mua tốt cho bitcoin nhưng mà kinh nghiệm càng ngày càng cho thấy được là mỗi lần chúng ta thấy nhiều sự kiện này xảy ra đó thì những đồ ổn định đó đẩy lên để mà chờ sẵn thì đương nhiên thường nghĩ là có một ai đó đã biết được cái sự kiện sẽ dẫn đến là giá cả đi xuống cho nên họ muốn có sẵn đồ ổn định để mà thu mua đây là cái suy nghĩ cá nhân của thùng mình thôi các bạn nghĩ như thế nào thì hãy comment ở bên dưới nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, bao đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và trong cái video ngày hôm nay chúng ta có một nhà tài trợ đó chính là một sàn tôi đã đề cập đến trước đây đó chính là sàn năm roi và đây là một cái thông tin đến từ sàn năm roi đó chính là từ cái thời điểm là tháng 6 tới bây giờ đó trong vòng 3 tháng thôi thì đây là một cái sàn mà đã thu hút được tổng cộng là 600.000 người dùng tham gia vào sàn năm roi này đây là một cái sàn mà có trụ sở tại Dubai và các bạn thấy được là sàn này là một sàn mà cũng có rất là nhiều những cái sản phẩm như là chúng ta thấy được là chúng ta có thể giao dịch thông thường spot chúng ta có thể giao dịch futures chúng ta có thể giao dịch OTC các bạn có thể tham gia vào staking này lấy lãi và đặc biệt là IO là một trong những nơi mà những dự án có thể tiếp cận với là những nhà đầu tư để mà kêu gọi vốn cũng như là những nhà đầu tư có thể tiếp cận những dự án để mà đầu tư vào trước khi mà trở thành những dự án lớn và swap là một trong những cái công dụng mà nhiều bạn cũng đã biết nhiều sàn cũng có đó chính là chuyển đổi đồng ở trên sàn của năm Roi và các bạn thấy được là gần đây đó ngày 9 tây tháng 9 thì sàn năm Roi đã chính thức có đồng, ROI và đã niêm yết lòng này lên trên sàn của Nam Roi. Thì bây giờ đó, sàn Nam Roi đang xin giấy phép hoạt động ở nhiều quốc gia như là ở Hoa Kỳ, ở Singapore và ở tiểu vương quốc Ả Rập. Và một thông tin nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là chúng ta sắp sửa là ngày 7 tây tháng 10 này sẽ có một cái hội nghị đó chính là cái hội nghị BCF Blockchain for Smart Economy và một những đơn vị mà tài trợ cái buổi này đó chính là không hát hơn đó chính là tài trợ ngày hôm nay sàn năm rồi như là các bạn nhìn thấy trên màn hình thì đây những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đến từ sàn năm rồi nhưng mà nào mà khó thú muốn tìm hiểu thêm thì các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm hiểu thêm về sàn này và Thuận muốn chia sẻ một cái thông tin với các bạn Cái thông tin này đã cho Thuận thấy được là chúng ta hiện bây giờ có thể đang chứng kiến Thêm một loạt những bạn mới tham gia vào cái thị trường này Thì tại sao lại nói như vậy khi mà chúng ta nhìn vào Đây là cái trang web uh, Social Play Thì các bạn thấy được đây là cái YouTube của Thuận Capital thì bây giờ là có tổng cộng là 115.000 bạn ủng hộ và subs vào kênh của Thuận Capital. Nhưng mà cái mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn đó là chúng ta nhìn vào hai cái biểu đồ này của kênh Thuận Capital Analytics thì các bạn thấy được là cái biểu đồ bên trên đây chính là cái số lượng view của kênh Thuận Capital và bên dưới này là cái số lượng người sub vào kênh của Thuận Capital người đăng ký đó thì các bạn thấy được là khi mà Bitcoin bùng nổ đó là chúng ta thấy được là cái sự tăng trưởng mạnh của kênh Thuận Capital về cái số lượng người views số lượng người xem cũng như là cái số người đăng ký đó là bắt đầu từ tháng 10 của năm ngoái và tăng chứng mạnh cho đến tháng 5 của năm 2021 điều này cũng dễ hiểu thôi tại vì đây là cái thời điểm mà giá cả tăng rất nhanh từ 10.000 lên thẳng cho đến 65.000 nhưng mà ngày 19 tháng 5 là cái ngày mà giá cả điều chỉnh xuống mạnh chúng ta cũng đã biết và các bạn thấy được là cả hai cái số lượng views và cái số lượng người đăng ký đó thì tháng 5, tháng 6, tháng 7 là 3 tháng mà chúng ta thấy là cái tình hình là cái xu hướng này giảm xuống nghĩa là cái số lượng người xem cũng như là cái số lượng người đăng ký đã giảm xuống trong 3 tháng này. Điều này cũng dễ hiểu thôi tại vì đây là cái thời điểm ảm đạm trong cái thời gian mấy tháng qua khi mà giá cả đi từ 65.000 xuống còn dưới 30.000. Nhưng mà chúng ta thấy được là tinh thần thì từ tháng 7 cho đến tháng 8 đó, các bạn thấy được chúng ta đã có một cái sự tăng trưởng trở lên có nghĩa là chúng ta thấy cái sự hứng thú đã trở lại bắt đầu là từ giữa tháng 7 và tháng 8 thì chúng ta bây giờ là sắp sửa kết thúc tháng 9 rồi thường cũng rất muốn biết là tình hình bây giờ chúng ta thấy là có tiếp tục thấy sự tăng trưởng có nghĩa là cái sự hứng thú đã trở lại và đã thu thêm nhiều người mới tham gia vào thị trường này hay đi chưa tại vì chúng ta thấy được là đây không chỉ là riêng về kênh Thuận Capital mà chúng ta nhìn vào kênh crypto lớn nhất đi. Đây là cái kênh chuyên về crypto lớn nhất hiện bây giờ, đó chính là kênh của Bitcoin Crypto. Tổng cộng là các bạn thấy là có 1,29 triệu người đăng ký. Thì chúng ta thấy được là kênh Bitcoin Crypto thì cũng tương tự như là tình hình của Thuận Capital. Chúng ta thấy được là cái sự hứng thú tăng cao cho đến tháng 5. Cái sự hứng thú liên quan tới là chúng ta tính cái số lượng người xem cũng như là cái số lượng người đăng ký. Nhưng mà chúng ta thấy được là từ tháng 5 tháng 6, tháng 7 thì 3 tháng này chúng ta thấy cũng tương tự là cái sự hứng thú đã giảm xuống tại vì lúc này là cái giá đang đi xuống thời điểm này và tình hình bất ổn nhưng mà sau đó tháng 7 tháng 8 thì lại tăng trưởng ngược trở lên. Như là chúng ta nhìn vào cái trang mà của All Con Daily đi. Thì Daily cũng là một trong những YouTuber mà thường rất là thích theo dõi. Thì các bạn thấy được là đây cũng là một cái channel mà vừa vừa qua được một triệu subs và là một channel chuyên về crypto thì chúng ta cũng thấy điều tương tự xảy ra. Thì tình hình bây giờ đó đối với Thuận thì chúng ta thấy được là đã có thêm một cái sự hứng thú trở lại và Thuận nghĩ là chúng ta đang chứng kiến một số những bạn mới đang tham gia thị trường này. Các bạn nghĩ sao? Thì hãy comment ở bên dưới.